cân những cánh tay của các anh em shipper khi mà ra đâu chúng tôi đồng lòng này, anh em nên tắt app đi, anh em mà không đi được thì tắt app đi. Anh em thể giúp mình chia sẻ với trong tất cả các group có thể ấy tiếp chất liền vừa mới cầm chính sách mới của nào đấy. Sao lại chỉ mỗi vụ cái lắm đấm với chính sách mới của nào vì gì cũng nóng như là bóp chết đây đấy là bóp ấy điểm như ban đầu. Đấy, anh em bắt đầu có xe rồi, xe để lên cuộc để đi rồi. Chúng tôi rất nhiều người đi qua như chúng tôi. Bây giờ các bạn là khách hàng, chúng tôi là shipper. Khi các bạn nhìn vào những nỗi khổ của shipper, các bạn sẽ hiểu. Vâng, em sẽ làm được.